Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn điểm hát ca khúc Xin Chúa Chữa Lành Con của nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ. Đối với ca khúc này thì chúng ta sẽ điểm theo tiết điệu ballad 2-4 nhẹ nhàng thôi ha, không phải phức tạp lắm. Bây giờ mình sẽ intro mẫu và điểm hát mẫu cho các bạn tham khảo. Bây giờ mình sẽ intro mẫu ha. Đó là về phần intro ha, mình sẽ làm một lần nữa. Đây. Chạm đến tim con, từng thì con được chữa lành. Rồi, khi mà chúng ta đánh đầu tiên Chúa chạm đến chữ Chúa, các bạn sẽ đánh giúp mình là pha trưởng. Chạm đến các bạn sẽ đánh đô 7 đảo 1 ha. Chúa chạm đến tim con, tim con đánh rê thứ 7 ha. Tim con chữ tức thì các bạn sẽ đánh nốt bát là đô tức thì. Chữ thi thì sẽ đánh si giáng ha, si giáng 9. Để con đường chưa lành, chữ lành đánh la thứ 7 ha, và chuyển qua rê trưởng đảo 1, và chưa là son thứ, các bạn lưu ý cho mình ha. Rồi, đó là dòng đầu tiên. Đây. Chúa chạm đến tim con, từng thì con đường chưa lành. Chúa ra đó là cái dòng đầu tiên ha, mình sẽ đến lại. Đây. Chúa chạm đến tim con, từng thì con đường chưa lành. Chúa đã gắn cho con, Chúa đã gắn cho con, chúng ta nối tay của son thứ. Chúa đã gắn cho con bệnh tật, bệnh tật với những lo lắng, bệnh tật với những đau thương. Thì chúng ta sẽ đánh đô thay vì la thứ, các bạn có thể đánh là đô thứ, đô 7 giùm mình ha. Chúng ta sẽ rã tay như vậy: đô son si, đô mi son si, đô mi son si, đô mi son si ha, và chuyển về pha trưởng ha. Pha trưởng là chuyển qua đô 7 ha, đảo 1. Rồi mình sẽ lại: Chúa đã gắn cho con thứ ba ha. Đây. Xin ở mãi trong con, mình sẽ đánh lại ha. Xin nối tay trong con, dù đời còn bơ ta đã, mình sẽ đánh lại chỗ đó. Xin ở mãi trong con, đời ta ta đời con cần ngày cho ai. Thì các bạn sẽ đánh bình thường giống nhịp la thứ thế ha, mình sẽ lại xin ở mãi trong con, đời con cần ngày Chúa ơi. Chữ ơi các bạn sẽ chạy như vậy ha. Rồi, trên đường, rồi trên đường ta, trên đường thế không xa, thì các bạn sẽ đánh là trên. Con sẽ đánh đô 7 các bạn rải nốt như vậy. Ta và các bạn sẽ rải ra lên ha.
bắt đến cái chữ đơ nằm, đơ nằm. Con đến cái chữ đơ nằm. Con lại Chúa. Đã, chúng ta sẽ làm như vậy ha. Mình sẽ lấy lại dòng thứ tư. Trên đường thế xa vời, những lúc cô suy giãn xuống á, xưa cuộc đời nói trôi, xin đồng hành với con, chứ xin ngài chạm đến con, rê thứ chuyển qua rê bảy rồi qua sang thứ, ha, xin ngài chạm đến con. Đôi môi lại ta lên, sau đó vào phần điệp khúc tiếp. Xin đồng hành với con trên thế xa xôi, xin ngài chạm đến con. La 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 la. Đối với bài này chúng ta điểm đơn giản như vậy ha. Bây giờ mình sẽ intro lại và điểm hát mẫu là cho các bạn tham khảo ha. Kỹ thuật và cái ý tưởng để chúng ta đàn piano về bản này hơn là hát ha. Bởi vì mình vừa đàn vừa nhìn lời không kịp được, nên là mong các bạn thông cảm về việc hát lời ha. Hy vọng đối với ý tưởng của bài đàn piano này sẽ giúp cho các bạn đánh tốt hơn trong việc đàn piano ha. Chúc các bạn thành công và hẹn các bạn vào bài tiếp theo.